Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ở clip trước thì mình đã bảo các bạn muốn làm khẩu gì thì các bạn hãy comment bên dưới clip của mình. Và comment nhiều nhất đó chính là khẩu 3Z Aurora. Và bây giờ 3Z Aurora sẽ lên sóng. Có nhiều người biết mình kìa. Vâng, phải chat lên một câu thôi. Tại vì clip trước mình không chat nên anh em bảo là chỉnh chó các kiểu. Vâng, chat lên một câu thôi cho người ta ấm lòng. Đây rồi, clip đây rồi. Còn thằng nào nữa? Là muốn đọ slip. À, thích bay không? Mình cho bạn lên làm thiên thần luôn. Đâu rồi? Cái khẩu này thì bắn nó cũng rất là dễ. Mình sẽ chọn ra những cái comment nào trùng nhau nhiều nhất thì mình sẽ làm nhá. Anh em cứ tiếp tục comment những cái khẩu súng mà các bạn muốn làm lên clip của mình. Mình sẽ đáp ứng yêu cầu các bạn. À, bên này này. Rồi, còn đúng một thằng. Anh em ơi, cho mình một kill xem nào. Một kill nữa thôi. Chết nhiều ấy nhở. Vâng, sở nip cho cố vô. À, hôm nay thì có sự góp mặt của chị Vân. Vâng, chị Vân tự xưng mình là sinh năm 2K. Không biết là đúng hay là thực hư như thế nào. Cái giọng như này mà bảo sinh năm 2K thì mắc hư cấu. Ôi, chết rồi. Bạn ơi, cho mình ăn đi. Còn trên khu vực cao A nữa. Rồi anh em bắt đầu đẩy mic rồi. Mình sẽ lên cao A. Úi dồi, mút hàng. Mút hàng. Mút hàng. Gì đây? À, mình quên tắt cái kill mark range rồi. Lát mình sẽ ra tắt đi. Quên. Tại vì mình hay bắn súng thường ấy thì nó sẽ không có kill mark. Rồi. À. Tự nhiên bị móc. Bị móc này. Rồi, ok, đã trả thù cho được cho bạn mình. Cái súng thường thì nó không có kill mark nên nhìn nó rất là nhàm chán, nên mình cài kill mark ring vào nhìn cho đẹp mắt. Còn mình ít khi cầm súng VIP ấy. Súng VIP thì nó có kill mark riêng của nó rồi. Rồi, không chơi nè. Tự nhiên sợ rồi. Hai bên đều slip. Một thằng thì ke bên này, một thằng ke bên kia. Không thể sóng được. Đồ, đáp bom à. Thích đa bom mà bạn ấy. Rồi, sorry các bạn rất là nhiều. Team mình khá là mận. Khá là mạnh. Rồi. Ôi, từ từ thôi. Úi dồi, may quá. Vẫn có một mạng để lót ra. Vâng, bụng mình thì mắc đói luôn. Tôi sẽ cố gắng kết thúc nốt trận này để đến với trận khác đi. Trận này dễ quá. Vâng, đơn giản, những cái thứ gì mà đơn giản thì nó không được lâu dài. Huyền thoại chỉ có vậy. Thế muốn như nào nữa? Rồi, snip kênh các kiểu. Vâng, kè hết chỗ. Mấy thanh niên kia không có chỗ để đi luôn anh em ạ. Ôi, ăn cái gì nhiều thế? Nó đi hầm B à? Vâng, hình như là đi hầm B rồi. Không thấy bóng dáng người ở cái khu vực cao A. Có nên đẩy nó lên không ta? Vâng, có rất nhiều thanh niên bên team mình cũng khá nằm xuống khá là đông rồi ấy. Tầm 2 người. Vâng, như thế nó cũng gọi là nằm xuống khá nhiều. Có nên đẩy lên la liếm mạng không ta? Ô, nó đẩy lên kìa. Úi dồi, biết thế mình đẩy lên. Trời, đáng lòng thật ý. Vâng, tự nhiên đẩy lên mà la liếm được hai. Vâng, dĩ nhiên là phải có. Vâng, đã gặp fan thì phải có clip. Tùy thôi. Nếu mà ăn càng dễ nữa thì chắc là không có đâu. Đây rồi. Rồi, bị mù. Bị mù. Thì nhiên ngồi xuống. Ngây thơ vờ lờ. Ngây thơ vờ lờ. Mà sorry. Sorry bro. Đẩy lên luôn. Quyết tâm phải la liếm được mạng. Ô, sao ăn hết rồi. Còn đâu nữa? Rồi, ở trong khu vực nhà. Rồi, thôi xong rồi. Nhìn thế, vâng. Anh em la liếm mắc như anh ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo đi. Chứ làm một trận nhanh quá. Mấy trận mà bắn nhanh như thế này thì cứ tầm 5-6 phút thôi.
rank nó đơn giản lắm em ạ. Hồi đầu đi rank có tận 2 phút dã man. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Và trận này thì toàn pro không hà, không có gà đâu. Team mình chơi team khác luôn, chứ mình không chơi team cũ. Và team này cũng cô gái thì mày đi đâu cũng gặp gái ạ, đùa thật ý. Cái khẩu này thì bắn khá là dễ. Và cover cho mình, đó chính là khẩu Deathstalker. Súng giải đấu hết. Mấy khẩu này thì bắn rất là dễ. Nó cũng thuộc về cái dòng Diamond Beast. Rồi bắn cung này, mình thấy cung gì đây? Tương bom à, flash các kiểu. Này thì flash để lao vào này. Mic không dễ công đâu bạn ơi. Snip kênh hết cả rồi. Kia nó móc kìa. Cái định mệnh. Này thì móc này, vẫn chưa chết. Còn một. Còn một nha. Đâu rồi? Vâng, mình đi sang nhà tìm bạn. Có tiếng chân trên đầu. Rơi xuống. Đi về hướng này. À chắc chắn là đi về hẻm này. Đây rồi. Ơn rồi. Con lợn đây rồi. Yếu thì đừng có ra gió. Đừng có đấu với DE VIP nha. Khó lắm. Cái khẩu này thực sự nó bắn còn như còn hơn cái khẩu súng thượng, súng rifle ấy. Tại vì chỉ cần 3 nhấp là chết à, nếu mà trúng liên tục. Còn nếu bạn nhấp chỉ cần lệch là sấp mặt lờ. Lại đi vào này, Levi 9x nhầy. Bạn có thích đẩy mic không à? Vâng, thằng cung vẫn đang kênh cái lỗ mic. Nhưng mình không ngu mình đi vào đâu. Dại gì? Rồi anh em đi đâu ấy? Công đường nào ấy? Vâng, khá như rất dễ dàng để ăn được. Còn một. Và không biết nó ở đâu. Chưa biết nha. Vâng, quyên xin là gái đấy. Mình nghe tiếng rất là rõ. Nhưng gái già hay là gái trẻ thì mình chả biết. Kìa, thằng này vẫn nấp chỗ này. Nấp chỗ này, ôi dồi ôi. Sao thanh niên kia lại ăn được? Vâng, mặc cái bộ đen thui mà nấp lùm. Bị mệnh thế luôn ấy. Khó hiểu anh em ạ. Chả biết nó nấp đó, nó nghĩ gì nó nấp đó nữa. Tại vì bên nó là bên công, nó phải là bên thủ không? Mà team nó mình thấy nó cũng bá mà. Toàn VIP cao không à. Level cao nữa. Hiện tại thì mức range của mình thì chỉ ở kim cương 4 thôi, mình lười cài lắm. Còn thằng kia thì mình chuyển sang đầu đội rồi. Còn 2-3 mức range nữa là Úi dồi ôi, 6-7 tiết. Mình hết sợ kìa. Vâng, được cái bắn rifle nó hên xui, nó hết sợ. Vâng, nó mà không hết sợ thì thằng kia nó nằm xuống bà rồi. Chỉ cần một nhấp nữa thôi là nó đi. Tiếc thế. Vâng, sát thương của DE nó mạnh lắm. Tầm 2-3 nhấp là đi à. Úi dồi ôi, thằng này bắn kiểu gì mà toàn hết sọ thế này. Vâng, bạn Quyên xin đã nằm xuống rồi. Được rồi, mình nghĩ nào. Mình sẽ không lao lên nữa. Như lúc nãy thì hơi tham tham ý. Nó đi vào mình. Cái quả đấy mình cầm rifle thì có khi ăn được. DE. Mà nó hên mà. Chơi hết sọ nó bị cay. À thằng này mình thích thể hiện này. Rồi. Úi dồi, vậy như thế không chết người. Cái định mệnh nó đẩy lên luôn á. What the fuck. Bê đông. Vâng, bê đông cái định gì. Đông cái gì nữa. Đồng đội nó qua hết ở nhà rồi. Vâng, dã màn. Xàm thật ý. Mình cứ tưởng nó không dám đẩy lên cơ. Cứ tưởng là cái mức rụt rè nó sẽ ở nhà. Nó sẽ thuộc về. Cái đích nào nó lại thay đổi ý kiến. Nó đẩy lên là mình làm mình sấp màn. Và lần này mình sẽ bắn cẩn thận hơn. Đâu rồi? Cứ bơi hết vào đây. Vâng. Trên A có biến. Cái gì vậy? Mic này. Mic này. Rồi, một bé.
Bới hết vào đây. Yếu à? Ok. Yếu này. Lao xuống này. Trời ơi. Vâng, quả bom chỉ để cover làm màu thôi. Thế đây nào nó lại lao xuống ý. Chán thật. Con quả bom làm màu để mình lao vào bằng cái khẩu DF4 bits để cho nó có chất lượng. Ai dè nó rớt luôn ý. Thật là VL. Thua, biết là thua thì chắc chắn là GG đi. Đầu hàng đi các bạn ơi. Đầu hàng bằng cách di chuyển vào mic để cho tụi mình bắn. À, đây có này. Úi dồi. Cái gì đấy? Làm gì đây? Sao lại di chuyển vào người tôi? Trời ơi. Thật là VL. Vâng, mỗi người một ngả đi. Thế đích nào? Chán đi. Vâng, bị một viên hai sọ. Không phải hai sọ mà hai người. Cái quả đấy không phải hết sọ đâu. Các bạn ơi, cứ lên đi. Đi vào mic này, sao lại cứ đi đường nào ý? Vâng, cái chỗ mình kênh thì không thằng nào vào. Chán thật đấy. Sợ thật. Lúc đầu thì vẫn còn đi vào ghê lắm cơ. Này thì lao lên này 50 tiết rồi nhá. À, thằng này thích lao vào mic đây mà. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lượn qua lượn lại này. Đùa với Lục à? Lục nó mệnh lắm. Ô, vẫn còn này. Cái định mấy. Hèn gì. Mình thấy lượn qua lượn lại. Vâng. Sorry. Một pha hơi bị ngáo ngơ. Ngáo quá. Quá ngáo luôn ý. Gái ở team này hơi bị tạ rồi. Không sao. Lượn vào đây. Lúc nãy không để nó công mic. Lần này thì các bạn cứ công đi. Mình sẵn sàng snip. Slip vào mồm. Một viên đạn snip thôi. Rồi, sao đồng đội lại chết hết thế? Úi dồi ôi, snip như quần què ấy. Cái gì đấy? Trời ơi, nó đẩy vào. Đang nhìn. Vâng, không sao. Chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối. Bắn càng ngày càng tạ. Thế bạn này mà clear team được thì khỏi cần trận cuối đâu. Còn thằng này mắc yếu nha. Tôi không biết là yếu hay không, hình như là mình nghe thông báo yếu. Mình nghe bọn kia thông báo yếu nên mình cũng là liều mạng thử. Thế đây nào bị thằng mà mang bộ đen thui. Rồi nó bắt đầu di chuyển vào. Ủa ôi, mình nghĩ không nên đấu súng. Không nên đấu súng đâu bạn ơi. Vâng đúng rồi, đi mốc. Tuyệt vời. Đúng với suy nghĩ của mình. Rồi hay quá. Tuyệt vời. Tất nhiên này.